thời gian sao lạnh lùng đến khắc nghiệt. Mấy ngày nào ta còn bỡ ngỡ, bạn mới, trường mới. Cái khoảnh khắc vui sướng trong niềm vui đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An khiến ta ngỡ như mới hôm qua. Vậy mà thoát cái, đã đi đến hồi kết của hành trình. 3 năm, một chặng đường không ngắn cũng chẳng phải dài, nhưng đủ để khắc ghi trong lòng chúng ta. Những cô cậu học trò mới lớn, những mùi vị của thanh xuân ngọt ngào, nhưng cũng có chút cay đắng. Đắng bởi khoảnh khắc chia tay, bởi những thanh xuân đã đi qua, bởi sau này chúng ta có tất cả, chỉ là không có chúng ta. Mùi vị ấy vừa ngọt ngào, ấm áp bởi những kỷ niệm đẹp, những phút giây vui đùa hạnh phúc bên bạn bè, cùng những trải nghiệm khó quên, những tiếng cười rộn rã nơi góc phòng học. Các anh thân mến, hôm nay đã là giờ sinh hoạt lớp cuối cùng của lớp chúng ta, cũng là cơ hội mà cuối cùng chúng ta được ngồi lại ở đây bên nhau dưới mái trường này. Qua 3 năm học vừa rồi thì chắc chắn là chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp gắn bó với nhau, gắn bó với mái trường. Và cô hy vọng rằng sau này khi ra trường rồi thì chúng ta vẫn lưu giữ những kỷ niệm ấy và cũng vẫn tiếp tục giữ các mối liên hệ với bạn bè, với thầy cô và với nhà trường. Và cô cũng mong rằng là trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới thì xin chúc tất cả các em đạt được nguyện vọng của mình. Và hơn một tháng sau nữa chúng ta gặp lại thì tất cả đều rất là vui mừng, viên mãn với kết quả đã đạt được. Và với việc mà chuẩn bị xa mái trường và kết thúc cái quãng thời gian là học sinh, trở thành người lớn hơn và trưởng thành hơn, thì cô chỉ có một điều, một lời nhắn nhủ rất đơn giản cho các em rằng là sau này khi ra với cuộc đời rộng lớn thì các em sẽ luôn phải cố gắng tự rèn luyện, rèn giũa bản thân, tức là phải thật nghiêm khắc với chính mình, nhưng hãy bao dung với tất cả mọi người xung quanh để chúng ta thấy là cuộc sống sẽ còn có rất là nhiều điều tốt đẹp và chúng ta có thể đạt được những ước mơ, và tất cả các ước mơ đấy thì đều nằm trong tầm tay của các em. Chúng ta nhớ những gì mỗi khi nhắc lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy? Có phải mối tình tuổi học trò với những rung động đầu đời, thầy cô đáng quý, những người bạn thân thiết, hay những đêm thức khuya miệt mài bên trang sách, căn phòng ký túc tràn ngập niềm vui? Đó đều là những khoảnh khắc cần được khắc ghi, để rồi nhớ về những kỷ niệm mà in dấu trong trái tim chúng ta rõ ràng và sâu lắng nhất. Bây giờ có lẽ là thời gian ôn thi căng thẳng, những tháng ngày được đồng hành cùng nhau, giải những bài toán khó, gật gù bên những trang văn học, đau đầu vì những phép tính, giờ đây đã khép lại và mở ra những con đường mới. Thời gian trôi qua sẽ chẳng quay trở lại, có những điều đẹp đẽ hay đau khổ đến mấy cũng phải bước qua. Thứ duy nhất ở lại trong lòng mỗi người chính là ký ức. Tạm biệt nhé, những tháng năm học trò. Mong rằng sau này chúng ta đều sẽ sống hạnh phúc và luôn khắc ghi những kỷ niệm thanh xuân trong trái tim. Tháng 8 này, lớp học lại đầy ắp tiếng cười. Chỉ tiếc đó không còn là chúng ta. Cảm ơn K31 vì đã là một phần của Chu Văn An. Chu Văn An sẽ mãi ở đó, là ngôi nhà mà K31 có thể yêu thương và trở về bất cứ lúc nào. Tạm biệt chúng ta nhé, những hành khách trên chuyến tàu 2019-2022 đã cập bến tại nơi giấc mơ được hoàn thiện. Các em hãy nhớ rằng là trong tuổi cuộc đời của chúng ta thì tuổi học sinh là tuổi được đáng quý nhất, bởi vì ở đây chúng ta có các thầy cô, có bạn bè và có gia đình là những người luôn bên cạnh các em, luôn giúp đỡ và uốn nắn các em để có được những cái sự phát triển tốt nhất. Sau quãng thời gian này thì chúng ta sẽ bước lên cổng trường đại học, ở đấy sẽ có rất nhiều những cái không gian rộng mở, có rất nhiều những mối quan hệ mới cũng như là những cái thú vui mới. Việc học tập cũng sẽ khó khăn hơn. Chúng ta sẽ cố gắng học tập, phát triển tốt để tiếp tục bước lại những đường của mình. Và đặc biệt nhớ rằng là mọi con đường đi đều trải rất nhiều chông gai. Chúng ta phải thực sự cố gắng giữ được mình, bởi vì sống với môi trường đại học nó có rất nhiều những cái cạm bẫy cũng như cám dỗ mà chúng ta khó thể vượt qua được. Chúc các em ngày càng thành công hơn, phát triển hơn nữa. Chào các em. Xin chào tất cả các anh chị. Lời đầu tiên em muốn được gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các anh chị khóa 31 của trường mình. Cảm ơn các anh chị vì đã dìu dắt chúng em và bảo ban chúng em
dạy cho chúng em nhiều bài học bổ ích và đặc biệt là câu lạc bộ VOC. Cảm ơn các sếp Hân Đinh, Hoàng Thảo Nguyên và Hải Lam vì đã cho chúng em rất nhiều kỷ niệm đẹp bên câu lạc bộ VOC. Xin chúc các anh chị K31 của câu lạc bộ VOC sẽ gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống, thuận lợi, suôn sẻ trên con đường mà mình đã chọn. Love you AKVO luôn. Trước hết thì em xin được chúc mừng các anh chị đã vượt qua kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh. Và cánh cổng đại học mở ra cũng là lúc mà các anh chị sẽ phải cất những kỷ niệm dưới mái trường chu này vào trong tim. Em xin được cảm ơn các anh chị vì đã luôn dìu dắt giúp đỡ từ ngay từ lúc mà bọn em vừa bước chân vào mái trường này. Và dù có kết quả có như thế nào thì em cũng mong các anh chị có thể thể hiện được bản thân mình trong mọi lĩnh vực và cũng có những định hướng mới trong tương lai. Và cũng đừng buồn quá vì các anh chị đã cố gắng hết sức mình rồi. Sarange! Thì em xin chúc cho các anh chị khóa 31 của trường trung phổ thông chuyên Chu Văn An sẽ luôn gặp nhiều điều may mắn, thuận lợi và suôn sẻ trên con đường mà mình đã chọn ạ.